Series kinh dị cổ trang Việt Nam đầu tiên mang tên Tết ở làng địa ngục vừa tung trailer khiến khán giả rùng mình vì hình ảnh ma quái và đẫm máu. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên từng gây sốt trong năm 2022 của nhà văn Thảo Trang. Tết ở làng địa ngục có sự tham gia của dàn diễn viên quen thuộc trên truyền hình và điện ảnh đến từ hai miền Nam Bắc như Quang Tuấn, Nguyên Thảo, Võ Tấn Phát, Lan Phương, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Thư, nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn, nghệ sĩ ưu tú Văn Báu, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân. Thời gian quay gia đình mình vui bất thình lình, Lan Phương liên tục phải di chuyển lên Hà Giang, bối cảnh chính của phim để đảm nhiệm vai diễn được cho là khác lạ chưa từng thấy mà diễn viên từng đóng trong Tết ở làng địa ngục. Tuy nhiên, khi phim tung ra những hình đầu tiên, khán giả mới biết tạo hình của nhân vật Lan Phương. Tết ở làng địa ngục gồm 12 tập phim xoay quanh những cái chết kỳ dị, man dợ xuất hiện ngày càng nhiều ở làng địa ngục, nơi nương náu hiện giờ của con cháu băng cướp khét tiếng một thời trong quá khứ. Mỗi ngày trôi qua, hàng loạt điềm báo, án mạng bi thảm không ngừng xảy đến với những người dân làng vô tội. Mỗi tập phim sẽ kể về câu chuyện của những biến cố khác nhau ở làng địa ngục. Từng người sẽ phải đối mặt với những cái chết không ngờ, rung rợn và đầy ám ảnh. Những hậu duệ của băng cướp khét tiếng năm xưa giờ đây phải đối mặt với mối nguy hiểm ẩn mình trong bóng tối. Hai yếu tố trinh thám và kinh dị được đạo diễn tập trung để tạo ra không gian hoang vu cùng các tình tiết bí ẩn gây tò mò. Nhiều nút thắt xoay quanh lời nguyền tổ tiên để lại, khán giả khó có thể đoán ra ai là nạn nhân tiếp theo hay thủ phạm thật sự. Khi lên phim truyền hình, từng hình ảnh về ngôi làng địa ngục trong trang sách được truyền thể sống động qua những chi tiết như làng cụ ma mị, hình nhân giấy, rừng tre, ruộng ngô, chợ xưa, con đò chở vong. Một điểm thú vị về bối cảnh này còn ở chỗ, ngôi làng có địa thế hình chữ tử, ám chỉ sự nguyền rủa bởi tội lỗi ông cha từng gây ra trong quá khứ, đồng thời ẩn ý về một nhân vật bí ẩn đứng sau sự thao túng điên rồ và quỷ dị của những cái chết sắp diễn ra trong làng. Tết ở làng địa ngục là bộ phim hiếm hoi khai thác chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam theo cách độc lạ với nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng. Phim xây dựng một bầu không khí vừa quen vừa lạ, với hình ảnh núi rừng Đông Bắc âm u hùng vĩ. Sự tương quan giữa bối cảnh và truyện phim càng góp phần củng cố chất ly kỳ, rùng rợn đặc biệt của series kinh dị dài tập này. Tác phẩm cũng hé lộ phong cảnh núi rừng tại Hà Giang tuyệt đẹp khi thể hiện trên phim.